Trần Phương xin chào tất cả các anh chị em và các bạn. Công an Bình Thuận bắt tạm giam Ti Na Dược, Ninh Thị Vân Anh. Thưa tất cả các anh chị em và các bạn, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận đã thi hành quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam Ninh Thị Vân Anh, 27 tuổi, ngụ Bắc Giang, còn gọi là Ti Na Dược, để điều tra hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngày 13 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận đã thi hành quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam Ninh Thị Vân Anh, 27 tuổi, ngụ Bắc Giang, còn gọi là Hot Girl Ti Na Dương, để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, là hoạt động tố tụng mới nhất sau khi cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết khởi tố vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vào ngày 10 tháng 10 và chuyển lên cho công an tỉnh Bình Thuận thụ lý điều tra. Theo điều tra ban đầu, thời gian gần đây công an thành phố Phan Thiết nhận được tố cáo Ninh Thị Vân Anh về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, chiếm đoạt ô tô biển số 51H24274. Qua điều tra, công an thành phố Phan Thiết xác định ô tô trên được công ty GDV trụ sở ở thành phố Hồ Chí Minh cho Ninh Thị Vân Anh thuê để tự lái với thời hạn là 3 tháng. Trưa ngày 24 tháng 1, bị can này đã nhận ô tô biển số 51H24274 tại thành phố Phan Thiết cùng các giấy tờ liên quan sau khi trả tiền thuê xe 3 tháng 45 triệu đồng cùng chi phí 5 triệu đồng giao xe. Hết hợp đồng, công ty GDV nhiều lần yêu cầu trả lại tài sản nhưng Ninh Thị Vân Anh cố tình trốn tránh. Đầu tháng 6 năm 2022, bị can điều khiển ô tô biển số 51H24274 ra Ninh Bình bán cho anh BDH ngụ Hà Nội với giá 450 triệu đồng. Sau đó, Ninh Thị Vân Anh lên mạng xã hội đặt làm giả một số giấy tờ đăng ký xe ô tô biển số 51H24274 đưa cho anh H để tạo lòng tin và nói chờ chủ xe đi công tác về sẽ làm thủ tục sang tên. Đến hạn, anh H liên lạc thì Ninh Thị Vân Anh tìm lý do né tránh. Ngày 2 tháng 10, công an thành phố Phan Thiết đã đến Ninh Bình thu giữ chiếc xe tang vật và đưa về Bình Thuận để phục vụ điều tra. Qua quá trình định giá tài sản trong tố tụng, ô tô biển số 51H24274 mà bị can này đã bán có giá trị trên 700 triệu đồng. Nên sau khi khởi tố vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết chuyển hồ sơ đến công an tỉnh Bình Thuận điều tra theo thẩm quyền. Trần Phương xin chào tất cả các anh chị em và các bạn. Chúc tất cả các anh chị em và các bạn có một ngày vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình của mình.